Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về học bổng du học Mỹ tại IELTS năm 2014 dành cho những học viên tại Việt Nam. Cơ hội học bổng trong năm 2014 tại IELTS. Đó là trong năm 2014 này, IELTS sẽ đưa ra hai cơ hội học bổng nhằm giúp cho học viên giảm được chi phí học tập khi theo học chương trình Anh ngữ học thuật, gọi tắt là EAP, ở những trung tâm tại Mỹ trong khi chuẩn bị cho việc học tập ở bậc đại học. Thì học bổng IELTS năm 2014, học viên sẽ nhận được học bổng từ 15-20% mức học phí trong mỗi khóa học tại IELTS. Về học bổng 20% mức học phí thì học viên bắt đầu học tại IELTS ở Mỹ trước ngày 31 tháng 7 năm 2014 sẽ nhận được học bổng IELTS là 20% cho mỗi khóa học mà học sinh hoàn tất. Thứ hai đó là học bổng 15% mức học phí thì học viên bắt đầu học tại IELTS Mỹ trước ngày 21 tháng 12 năm 2014 sẽ nhận được học bổng IELTS 15% cho mỗi khóa học mà học sinh hoàn tất. Về điều kiện để nhận được học bổng thì đầu tiên đó là học bổng Việt Nam thì không giới hạn số lượng khóa học tại IELTS, không yêu cầu điểm trung bình tối thiểu. Học viên phải, các bạn học sinh phải học chương trình Anh ngữ học thuật của IELTS và học sinh phải nhận được thư chấp nhận có điều kiện, gọi tắt là COA, từ một host institution của IELTS, gọi tắt là HI. Trường có trung tâm IELTS ngay trong khuôn viên và học viên phải nộp hồ sơ đăng ký thông qua dịch vụ tuyển sinh đại học và không kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mại hoặc giảm giá nào của IELTS hoặc là UAS. Ngoài ra thì học phí tháng đầu tiên các bạn sẽ phải đóng đủ 100% và khi học sinh đến với trung tâm IELTS thì nhận được COA của HI và hoàn tất khóa học đầu tiên của IELTS, học bổng 15% hoặc 20% sẽ được hoàn trả cho học viên. Và trong các khóa học tiếp theo thì học viên chỉ trả mức học phí đã giảm trừ 15% hoặc là 20% học phí. Và công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của IELTS tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết về trường cũng như các khóa nhập học của trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.